Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Bisermon. Và các bạn có thấy sau lưng mình, cái nhà của mình đã bị lủng một lỗ không? Không phải một cái lỗ này đâu, mà là nguyên một cái lỗ to đùng ở ngay cái sân luôn. Cái lỗ này thì câu chuyện nó cũng khá là dài á. Để mình tóm tắt câu chuyện lại ha. Chưa, đợi mình xíu mình kiếm chỗ nào nó trống trống một tí cái đó. Chẳng hạn như khu vực này đi, không có em Pokemon nào gần đây nè. Sau đó thì mình sẽ kêu em Regirago ra. Hồi nãy thì mình có tò mò về cái skill của em ở ngay chỗ này á. Mình cũng test các thứ và bùm, nó ra cái lỗ như vậy. Trời à, không ngờ Regirago có kỹ năng tự phát nổ cực kỳ nguy hiểm luôn nha. Lạng quạng là mình nổ phát là mình xanh cỏ luôn á, nên phải cẩn thận khi mà dùng Regirago ở bên ngoài á. Và bữa nay thì các bạn có thấy cái gì lạ lạ không? Tại sao mấy em Pokemon gần nhà mình đều lấp lánh? Mình sẽ tiết lộ bí mật luôn. Hôm nay chính là ngày Shiny, tức là tất cả các Pokemon xuất hiện xung quanh cái nơi mình sinh sống á đều biến thành dạng Shiny. Và đây chính là một dịp rất là lý tưởng để chúng ta săn những Pokemon Shiny ha. Thích nha. Kìa, quá trời mấy em cù hồng cơ. Nhưng mà cù hồng thì mình có chưa nhỉ? Cù hồng mình đã có rồi. Vậy thì chắc không bắt cù hồng nữa đâu. Gần nhà mình thì lanh quanh thì chỉ có vài em Pokemon quen thuộc thôi ha. Chắc phải đi xa một chuyến rồi. Hợp lý, sẵn tiện mình sẽ tìm cái viên Mega cho Lucario luôn. Để có gì Lucario còn tiến hóa Mega rồi gánh tem các thứ nữa. Chưa gì thì mình đã gặp boss ở cái vùng núi này rồi. Và boss lần này là boss Absol. Được thế ta. Bữa nay thì mình sẽ tiếp tục cho Arceus của mình biến thành màu hồng nam tính á. Ủa cái miếng màu hồng nam tính của mình đâu rồi ta? Ui thôi xong rồi, mình bỏ cái miếng màu hồng nam tính của mình ở nhà hay sao rồi? Su vậy. Vậy thì thôi, biến thành màu xanh này cũng được đi. Giờ chúng ta sẽ đánh boss Absol mở màn cho ngày hôm nay ha. Để coi nào. Kèo này thì Arceus có thể chiến thắng nổi hay không? Này thì Absol nè. Ui nhưng mà có vẻ Absol có thể đánh gục Arceus của mình thêm một đòn nữa hay sao ấy. Chưa kịp hồi phục nữa. Vậy thì chắc phải đưa Lucario ra trận rồi. Tấn công nào Lucario. Đấm một cái. Kết thúc được Absol luôn á. Ý, cho mình thêm một miếng Blade mới nè. À, được nha. Để coi miếng Blade này sẽ biến Arceus thành hệ gì đây. À, hệ điện. Ui, giáp Blade sẽ biến Arceus thành hệ điện á. Ở trên vùng núi này thì chúng ta gặp được Charmander Shiny. Ui, dạng Shiny của ẻm khi mà tiến hóa nhìn có vẻ hấp dẫn đấy nha. Được. Chắc mình sẽ bắt thêm một em Charmander thôi. Và lần này mình sẽ dùng Nestball. Mình tin là với một em Charmander cấp 11 thì Nestball sẽ rất là hiệu quả đây. Chính xác là như vậy. Rồi luôn. Vậy là bây giờ chúng ta đã có thêm một em Charmander về đội rồi. Và đây cũng là Pokemon thứ 25 hệ lửa mà mình bắt được ha. Quá đã. Coi. Giờ gặp thêm Lucario nữa. Nhưng mà boss nha, thì sẽ rất là tuyệt vời luôn đó. Gán đi tìm mới được. Úi, ở dưới này còn một em nữa nè. Ui, có hai Charmander ở ngay cái chỗ này luôn á. Được quá ta, nhưng mà thôi mình bắt một Charmander thôi. Kia là Duraludon. Đấy rồi, Duraludon ngoài tự nhiên nè. Lần này thì chúng ta có cơ hội để chinh phục Duraludon rồi. Hết phải khổ sở vì gặp boss rồi ha. Đây, sẵn tiện mình sẽ cho Charmander vào chiến đấu thử với mình luôn. Nãy giờ thì Charmander chỉ đi hít kinh nghiệm thôi, chứ không có ra chiến đấu ha. Ào, kéo rễ gì ổn không ta? Kéo rễ mạnh hơn xíu đi. Hy vọng là mạnh hơn. Đây rồi, kéo rỉa máu như vậy là tốt nè.
Đó, Duraludon đang bị tê liệt và máu cũng đã thấp rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tung bóng chứa và thử coi với Duraludon thì mình dùng Heavy Ball được hay không. Ôi, mình nghi Duraludon dùng Heavy Ball không ổn áp lắm. Chính xác rồi. Được đi mà, được đi. Ui, được rồi. Cậu được ước thay. Dạ, bây giờ thì Charmander của mình cũng đang tiến hóa nè. Tiệc cứu mèo một công đôi chuyện luôn. Và khi em tiến hóa thì em sẽ trở thành một hình dạng mới hơn. Đồng thời thì màu sắc thì vẫn giữ nguyên á. Bây giờ hiện tại vẫn là còn màu vàng vàng nè. Charmeleon, ok. Đuôi thì vẫn cháy như bình thường á. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem lại coi. Đây, Duraludon đã bị đội của mình á. Trời, em còn có kỹ năng Breaking Sweep gì nè. Lần đầu mình thấy kỹ năng này luôn. Được, tiện sự có nên đưa em vô liền không ta? Ừ, chắc nên á, chắc nên. Đưa em vô sẵn tiện cày cấp luôn. Hợp lý, hợp lý. Ngắm Duraludon trước đi nè. Wow, thích vậy. Ui, à, bà khoan. Mình có rất là nhiều những cái núm mắt hôm qua tìm được trên đảo nấm nè. Bây giờ thì mình sẽ chế tạo ra một vài bát súp ha. Chế tạo tầm 3 bát súp đi. Dư dư ra một xíu. Một bát, 2 bát súp mắt và 3 bát súp mắt luôn. Mình sẽ lần lượt là cho Duraludon ăn trước ha. Úi. À đây đây đây, giờ mới cho ăn được nè. Xong rồi cho ăn thêm vài cục kẹo nữa. Úi. Kẹo mắt mình để ở nhà rồi. Ôi không. Ở cả một cục kẹo chắc cũng ok á. Rồi. Úi. Trên trời. Trên trời là một em khủng long bay. À, Pokemon khủng long bay. Hồi nãy mình mới nhặt được miếng giáp Blade nè. Mình sẽ cho Arceus thành hệ điện á. Rồi sau đó bay lên và cài khè boss khủng long bay mới được. Kiếm mối liền. Và đây là boss cấp độ Legendary thì phải. Chính xác rồi. Legendary lận. Nên nhiều khi cũng rơi ra đồ xịn lắm á nha. Rồi thử tấn công boss trước một cái. Khá là ổn áp nha. Bữa nay tha hồ cho đấng sáng tạo quẩy luôn. Thêm một đòn nữa nè. Mình sắp kết liễu được boss Aerodacty rồi. Thêm một hit nữa. Xong luôn. Để coi coi. Boss Aerodacty cho mình cái XP share nữa nè. Bây giờ thì mình không cần lắm. Đồng thời thì Charmeleon của mình đã tiến hóa cho thành dạng cuối cùng. Đó chính là Charizard. Đây rồi, đây rồi. Charizard đã có thể cho mình cưỡi và bay rồi đó nha. Đây là màu mình khá là thích luôn. Kiểu nhìn ngầu ngầu sao á. Đây này. Xịn thiệt sự. Bay lên. Ui da, nhưng mà sao Charizard bay thấp vậy? Bay cao lên. Cao lên xíu nữa. Rồi, giờ thì mình sẽ nghiên cứu coi coi. Mình muốn có một cái thí nghiệm quá à. Không biết là Charizard Shiny khi mà Gigantamax lên thì sẽ trông như thế nào ta? Có nên cho ẻm thêm một bát súp mắt không? Không như vậy thì... Sau một khoảng thời gian luyện linh hồn thì bây giờ mình đã đủ số lượng linh hồn để gắn vào cái ngôi đền lửa rồi. Giờ thì mình sẽ chuẩn bị chiến đấu với em chim huyền thoại lửa nha. Kèo này thì hơi căng rồi. Và bữa nay thì mình có Duraludon. Nhưng mà em là hệ thép á, nên cũng hơi căng á nha. Nhưng mà không sao, mình sẽ thử với kèo khó luôn. Ui, lần này mình triệu hồi ra một em chim lửa huyền thoại. Nhưng mà là dạng... Dạng này là dạng shiny hả? Ôi, màu đẹp vậy. Cái màu đúng đẹp luôn. Được, được, được. Vô luôn em ơi. Mặc dù là mình thua cấp rồi bị khắc hệ các thứ, nhưng mà đụng là đụng thôi, không có sợ đâu. Ui da, đụng là đụng nè. Ừ, em mới ăn súp mắt mà. Cho em Gigantamax lên rồi quýnh luôn. Ngại gì vết bẩn. Chơi, 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 chơi. Duraludon Gigantamax này. Wow,
Đẹp thiệt sự. Không ngờ cái em Pokemon mình săn tìm bấy lâu nay lại có cái dạng Giganta Max nhìn cực kỳ xịn luôn. Uầy, thích nha. Ủa da, ngắm Duraludon để có động lực bắt Moltres thôi. Nóng tính vậy, Moltres nóng tính vậy. Mình không dám kéo rỉa bằng những kỹ năng quá mạnh ấy. Sợ đánh một phát thì Moltres gục luôn thì không có bắt được. Lúc đó là phải cày lại linh hồn rồi, mệt lắm. Ui mà phải công nhận là em chim lửa huyền thoại này cực kỳ khó bắt nha. Nãy giờ mình tung bóng chứa các thứ, nhưng mà dấu hiệu bắt được thì chưa thấy đâu nha. Kiểu mình tung ra là Moltres bay ra liền ấy, không chịu hợp tác tí nào cả. Đã vậy còn đánh Arceus của mình quá trời mất máu cơ. Đừng để đấng sáng tạo nóng giận nha. Ăn một đòn là coi chừng là lên dĩa luôn đó. Làm Moltres 7 món bây giờ. Về đội lẹ đi. Nãy giờ là hơi bị lâu rồi đó. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã bắt được chim lửa huyền thoại Moltres rồi ha. Ui, còn có một cái thành tựu riêng dành cho Moltres cơ. Được quá ta. Thế là bây giờ đội hình chim huyền thoại của chúng ta đã có đủ rồi ha. Từ chim băng huyền thoại, chim điện huyền thoại và bây giờ là chim lửa huyền thoại nữa. Thích thiệt. Chắc mình sẽ cưỡi chim lửa huyền thoại bay về nhà đi. Mới bắt được mà lại còn là dạng shiny nữa. Đúng không vậy? Hình như đây là dạng shiny nè. Lấp lánh, màu cũng là màu hơi hồng hồng nữa nha. Ui, màu hồng. Vậy là mình có thể đưa vô đội hình Pokemon màu hồng của mình luôn cũng được. Hợp lý quá ta. Xịn thiệt ấy chứ. Còn về tốc độ thì chim lửa có tốc độ khá là khủng khiếp. Ui trời. Wow, bay siêu nhanh luôn. Thích thiệt. Tỷ cú mèo. Ui, bay dính đồ cây rồi. Bay chậm lại thôi. Bay chậm thôi, kẹo dính đồ cây đấy. Murilinder, đây là người có thể dạy kỹ năng Free á. Really? Ừ đúng rồi nè. Mỗi em Pokemon sẽ... Ui mất rồi. Ồ, chạy qua đây à, hú hồn. Mỗi em Pokemon thì cái người này sẽ dạy cho mình những cái kỹ năng riêng biệt ha. Khá là hay luôn. Wow, Lucario của mình còn có Extreme Speed nữa nè. Cho học luôn. Lucario học thêm Power Up Punch. Thử nha. Cho học luôn. Úi, gần đây còn có Virizion nhưng mà là màu hồng. Đẹp vậy. Được. Xúc em luôn. Rồi, cho Duraludon vô kéo rỉa máu ha. Đây rồi, kéo rỉa thôi. Và mỗi khi Virizion tấn công vào Duraludon thì sẽ bị phản lại một ít đam cả. Đúng không ta? Hình như vậy đấy. Mình sẽ tranh thủ mình bắt Virizion liền thôi. Kẻo một hồi bị phản đam rồi lăn đùng ra gục nữa thì mệt lắm. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã bắt được Virizion màu hồng rồi. Nhưng mà quá thời gian rồi. Cái bác dạy kỹ năng đã bỏ đi rồi. Tiếc vậy. Mới học cho Lucario thôi, mấy em khác chưa kịp học nữa. Thì tình luôn á. Đã vậy còn gặp boss nữa, quýnh boss luôn, cho bỏ ghét mới được. Lượm boss nào, Arceus. Ui nhưng mà Arceus của mình đang bị thương. Hồi phục kịp không? Không hồi phục kịp. Chắc phải đưa Duraludon vô chiến đấu rồi. Để cho em Gigantamax và tấn công thôi. Đổ nhận sức mạnh của Duraludon nè. Còn thở là còn tấn công. Đúng rồi. Ui không biết chịu nổi một hit hay không đây. Không được. Với hình dạng ngầu lòi này mình không muốn em bị gục đâu. Vô trong đi. Mình sẽ đưa Charizard ra tiếp chiều ba Nete thôi. À, quýnh hộp hả? Xí hộp thì... Ui. Dám ăn hiếp mấy Pokemon
Mới về đội của mình hả? Được, mình sẽ cho Aziz trở thành Aziz hệ bóng tối. Sau đó chiến đấu với ba Nette thôi. Rồi, ngon ăn hiếp nữa đi. Có ngon ăn hiếp Aziz đi. Ăn hiếp hộn cái. Như nào? Như nào? À, vẫn thích quýnh à? Vẫn thích quýnh nè. Cứ để Aziz nóng thôi. Ồ, và ba Nette cho mình một cái cục Wish in Peace. Cái này thì mình có thể triệu hồi được một Pokemon trong cái chỗ đánh boss ngay lập tức luôn. Cũng khá là hay đấy. Và gần đây có Thunderous xuất hiện. Thunderous xuất hiện ở trong một chỗ đánh boss luôn à. Đây à. Wow. Đây chính là Thunderous này. Mình không có mang theo Master Ball rồi. Rồi làm sao bắt được Thunderous đây? Khó vậy. Nhưng mà liều thôi chứ biết sao giờ. Nhưng mà trước tiên để mình độ Aceus lại cái đã. Hay là dùng Aceus bóng tối luôn nha. Ừ thử đi. Thử Aceus bóng tối vô đấm nhau với Thunderous nha. Tự nhiên nay gặp Thunderous trong chỗ đánh boss nhờ. Mỗi khi có gặp đâu. Rồi nhìn Thunderous đẹp chưa? Dạ ngoan. Quýnh trước tính sao? Hồi đó mình đã cho Aceus kéo rỉa như vậy rồi. Đồng đội của mình chỉ cần phá giáp thôi. Phần còn lại thì để Aceus lo được. Coi kìa, còn hồi phục các thứ nữa. Xong luôn. Bởi vì đánh boss là cái trò đồng đội rồi. Một mình Aceus cũng không gánh nổi đâu. Tiếc thiệt nhờ, không gánh nổi tem để bắt Thunderous rồi. Như vậy thì hôm nay chúng ta đã có dịp gặp được Thunderous. Tuy là không bắt được nhưng mà thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng tìm lại và kiểu như là thử thách thu phục Thunderous sau ha. Ngoài ra thì Thunderous còn có những người anh em cây khế nữa. Sẵn tiện chắc mình sẽ tìm những người anh em cây khế của Thunderous luôn ý nhờ. Nghe có vẻ hợp lý đó. Thôi, còn bây giờ thì chắc mình sẽ bay về nhà. Và chúng ta sẽ mang theo một vài quả Master Ball thôi. Hôm qua bắt đấng sáng tạo đã quên rồi. Bữa nay gặp Thunderous cũng quên hết luôn. May là hồi nãy đánh không lại Thunderous nên đỡ cay đó. Chứ mà đánh lại mà bắt không được sẽ cay hơn rất là nhiều đây. Đáp xuống cái. Ui da. Bởi vì bay nhanh quá nhiều khi điều khiển toàn đâm vô gốc cây không à. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vô trong phòng thí nghiệm để mình lấy những quả Master Ball và Park Ball của mình ra. Chứ quên hoài là gặp mấy Pokemon xịn xịn, bắt không được thì cay lắm. Đồng thời thì mình sẽ kiếm thêm những em Pokemon có thể Gigantamax coi. À, Pokemon Gigantamax thì mình còn khá là nhiều đây. Đây. Reknor cũng là một trong những Pokemon nằm trong danh sách cần được mình Gigantamax nè. Em voi này cũng vậy luôn. Được nha, hai em Pokemon rồi đó. Mình còn hai bát súp lận. Được, trước tiên thì mình sẽ cho hai em này Gigantamax ăn súp mắt trước đi ha. Tại vì lúc trước mình có lỡ hứa rồi. Giờ thì không cho thì không được ha. Đó. Hai em ăn súp mắt đi. Còn kẹo mắt thì để mình vô trong coi còn không cái đã. Còn thì mới cho ăn được. Còn không là su cana luôn. Đây còn hai cục. Ui sao còn hai cục vậy? Hai cục thì mỗi em cục nha. Ăn đồng chia đủ á, không có phân bì ai đâu. Ừ? Hồi nãy mình thấy Hoppa gần có xuất hiện gần đây à. Hoppa đâu? Nếu mà Hoppa xuất hiện là nhiều khi là dạng shiny đấy. Ừ. Không biết có Hoppa shiny không nhỉ? Ui đây. Hoppa shiny nè. Nhìn xịn vậy. Nhìn màu rất là giống màu của cát ha. Rồi, đưa Moltres vô kéo rỉa trước nè. Tại Hoppa shiny nhìn khá là lạ luôn nên mình rất là muốn bắt thử. Rồi sau đó đưa Hoppa về dạng unbow á, coi sẽ trông như thế nào ha. Rất là tò mò luôn. Ok, chỉ cần sơn là cái màu một xíu thôi mà khó bắt vậy hả? Không hiểu luôn.
Bữa nay nhân phẩm mình bị sao rồi? Hồi nãy mình bắt mô trét ấy. Cũng cả buổi trời, bây giờ tới lượt hốp ba màu vàng vàng lấp lánh này cũng rất là lâu mới bắt được ha. Ủa vậy là shiny là khó bắt hơn Pokemon thường đúng không ta? Mèn đét ơi, ham hố chi. Rồi luôn. Sao 60 mấy lần tu phục của mình không bắt được mà bây giờ hôm ba lại ra đi rồi. Công sức nãy giờ bỏ ra coi như đổ sông đổ biển luôn. Lúc về nhà thì mình phát hiện ra là hình như mình vẫn còn một vài cái Regis Orb. Đây là thứ để mình có thể triệu hồi ra Rigatina nè. Rồi trong ba lô cũ của mình thì còn dư một cái Lucius Orb. Cái này dùng để triệu hồi ra Palkia. Hết rồi. Mình thiếu rồi. Mình thiếu hết một cái Orb rồi. Nhưng mà không sao. Có bao nhiêu thì mình dùng bấy nhiêu đi ha. Giờ thì chắc mình sẽ trở lại cái khu vực triệu hồi đấng sáng tạo hôm qua chúng ta mới ghé qua ha. Để mình thử triệu hồi Gigatina cũng như là Palkia coi. Biết đâu bất ngờ. Nhiều khi mình triệu hồi những bộ... Ừ nhưng mà khoan. Hình như có thiếu thiếu cái gì ta. Đúng rồi, mình thiếu cái cọng dây xích đỏ. Mình làm gì có cọng dây xích đỏ đâu. Thôi thì để bây giờ mình rảnh rỗi á, mình sẽ mang bộ ba ao hồ ra. Mình luyện cấp ha. Rồi khi nào bộ ba ao hồ dư dư cấp một ít ấy, rồi mình sẽ chế tạo những cái cọng dây xích đỏ rồi triệu hồi Palkia cũng như là Dialga lại sao ha. Kế hoạch thất bại rồi. Cắt vô lại thôi. Vậy thì chuyển sang kế hoạch như ban đầu, đó chính là tìm viên Mega cho Lucario thôi. Ở bên thế giới thường á, thì hầu hết các Pokemon đều biến thành Shiny rồi. Vậy thì bên thế giới Ultra Beast thì sao? Mình muốn thử lắm á nha. Qua đây kiểm tra thử coi. Và sẵn tiện mình gặp được một ngôi làng lơ lửng nữa nè. Ồ, có vẻ là Pokemon ở bên thế giới Ultra Beast cũng chịu ảnh hưởng của ngài Shiny nè. Được nha. Cơ hội để mình săn những quái thú Ultra Beast nhưng mà là dạng Shiny này. Ý, ở đây còn có em chim màu hồng nhìn đẹp vậy. Ui, em chim này màu hồng này nhìn cũng đẹp phết. Đẹp như vậy thì không về, bộ sưu tập màu hồng của mình thì hơi phí. Bắt ẻm liền. Ui, bắt gì mà hộp kìa. Thử thêm một lần nữa, em đừng có chạy. Chạy kiểu gì mà được. Hốt về đội liền. Rồi rồi rồi, vậy là chúng ta có thêm một em. Em này có tên là Đất Lét ha. Cho vô bộ sưu tập màu hồng ha. Ok. Mình cất công biết bao lâu ở bên cái thế giới thường không tìm thấy cái chỗ Archalis. Vậy mình ở lòng nào? Mình đi dạo bên đây thôi mà lại gặp là sao? Sao không gặp sớm hơn đi? Mà không phải gặp một cái, mà gặp tới tận hai cái luôn. Cái này có khác gì lấy nguyên một thau nước lạnh tạt vô mặt mình. Cay, vừa cay mà vừa ấm ức ấy. Thôi không nhìn nó nữa. Càng nhìn thì càng ấm ức. Đây là một Pokemon mới, có tên là Sirkitri. Một Pokemon hệ điện nha. Ui, đây là một trong những quái thú Ultra Beast nè. Tại vì nhìn cấp độ đi, Pokemon này cấp 70 lận. Trời ơi, nhìn thấy ghê quá hả. Được, phải test thử mới được. Vô chiến đấu thử ha. Lần này thì mình sẽ cho Duraludon đi. Kéo rỉa máu thôi. Quan trọng là khâu kéo rỉa, mình phải kéo rỉa tốt mới được. Rồi, có vẻ kéo rỉa ok nè. Ok là đấy. Ây du. Sirkitri cũng rất là hăng máu nha. Đánh Duraludon mình cũng quá trời thốn cơ. Không được rồi, mình phải Gigantamax cho Duraludon trước đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ tung bóng chứa và bắt Sirkitri thôi. Yeah. Ấy.
Ôi thôi xong rồi, mình quên đồ nghề rồi. Đợi xíu, đợi xíu. Beat Ball. Bắt circuitry là phải dùng Beat Ball thì mới được. Quái thú Ultra Beast phải có Beat Ball thì mới khắc chế được. Rồi bây giờ kéo rỉa lại nè. Vì làm lỗ máu không? Lỗ hết nửa cây máu rồi. Không biết có trụ nổi hay không này. Kéo rỉa đang rất là tốt ha. Rồi ngắm Duraludon thêm một lần nữa nào. Đấy. Trời ơi, mà phải công nhận là Duraludon khi mà Gigantamax á, nhìn y như một cái tòa nhà vậy đó. Đã thiệt sự. Rồi ngắm Duraludon đủ rồi. Giờ thì tung bóng chứa bắt Pokemon quái thú Ultra Beast này thôi. Quả Beast Ball đầu tiên. Được hay không, được hay không? Được đi. Ui không được. Beast Ball là khắc chế của quái thú Ultra Beast mà còn không bắt được là sao? Thử thêm một lần nữa. Lần này. Yes. Lần này thì thành công rồi. Mình đã bắt được thêm một quái thú Ultra Beast mới. Circuitry. Em này là thuộc hệ điện nha. Còn chỉ có dạng thường với dạng shiny thôi. Mà hôm nay là ngày shiny á, nên em có dạng shiny luôn. Quá dữ. Trời, kỹ năng coi bộ kỹ năng của Circuitry kìa. Toàn là liên quan tới điện thôi. Cú đấm sấm sét các thứ đâu nè. Wow, quái thú này hơi dữ nha, nhảy cũng hơi bị cao nha. Nhảy siêu cao luôn. Nhảy lên cái thuyền luôn. Ôi, nhảy lên. Quái thú này có skill nhảy siêu cao. Hợp lý nha. Nhìn hơi ghê xíu nhưng mà có skill khá là hữu dụng đó. Rồi, đột nhập vô cái thuyền kết thúc luôn nè. Có Master Ball không? Trời, người ta hụt hẫng tinh thần mà không cho Master Ball để khắc phục cái hụt hẫng gì trơn vậy. Đây rồi, đây rồi. Rayquaza Shiny xuất hiện rồi. Mình cất công qua đây từ nửa đêm để chờ đợi tới lúc bình minh. Và cuối cùng Rayquaza cũng xuất hiện rồi á. Hôm nay là ngày Shiny đặc biệt, thế nên mình sẽ không thể bỏ lỡ Rayquaza đâu. Và mình sẽ thử thu phục bộ ba thời tiết nhưng mà là dạng shiny hết luôn ha. Rồi, thành viên đầu tiên là Rayquaza. Được rồi. Hú hồn chim én tưởng đâu Park Ball mà bắt không được nữa thì thua luôn á. Đến ten. Nhìn chung qua thì em nào cũng đẹp rồi. Rayquaza nào cũng đẹp rồi, nhưng mà ở dạng mega thì Rayquaza shiny sẽ nhìn ngầu hơn á nha. Nhưng mà tiếc quá, Rayquaza của mình không có kỹ năng Raygun Essence rồi. Tiếc quá, phải bây giờ mình gặp được cái người dạy kỹ năng thì hay biết mấy. Mình cho Rayquaza mình học kỹ năng Raygun Essence rồi tiến hóa Mega các thứ. Mà không vàng khè luôn. Raiden Shiny vàng khè hả? Rồi, về đội anh lẹ nào. Đó, và khi bắt thành công Raiden Shiny thì chúng ta sẽ có thành viên thứ hai đưa vô ngay vị trí này. Wow, bắt đầu có chút chút gì đó khác bọt rồi đó. Coi thử coi. Giữa hai Raiden này thì ui, nhưng mình lại quen thuộc với Raiden bình thường hơn nha. Raiden Shiny nhìn nó kiểu bị lạ lạ sao á, nhưng mà cũng đẹp, nói chung là cũng đẹp đó. Xuất hiện rồi. Thành viên cuối cùng trong bộ ba thời tiết đã xuất hiện. Kyogre. Đây 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 đây. Kyogre Shiny ở dưới kìa. Lặng lẽ xuống dưới biển để chúng ta tung bóng chứa và bắt Kyogre Shiny thôi. Chuẩn bị chúng ta sẽ có được Kyogre Shiny. Đây. Wow, không ngờ cái màu này hơi bị nổi bật luôn. Mình tưởng Raiden là đã nổi rồi, nhưng mà tới được Kyogre thì mình đã có một cái suy nghĩ hoàn toàn khác rồi ha. Wow. Ai thích màu tím thì chắc chắn sẽ cực kỳ thích Kyogre Shiny đây. Lucario Boss đầu tiên trong ngày. Hơi bị hiếm gặp em này á nha.
Và trận chiến này thì mình sẽ test thử sức mạnh của Rednor trước đi. Khi mà mình Gigantamax lên sẽ trông như thế nào ha. Hồi nãy giờ cho ăn súp mát mà chưa có dịp. Gigantamax nè. Oh no. Lucario mạnh đến vậy sao? Thử với em voi thì như thế nào? Oh, tới lượt em voi thì chịu được một hit của Lucario và đánh đổi lại, đấm một phát Lucario đi luôn. Mới ra trận đầu tiên mà em voi đã gánh tem giúp mình có được viên đá Mega rồi. Đây. Đây chính là dạng Gigantamax của voi á. Khi mà Gigantamax thì voi sẽ đứng bằng hai chân và cái vòi sẽ rất là dài luôn. Trời ơi, cái vòi dài gì, bảo sao hồi nãy Lucario chịu không nổi một hit là phải rồi. Còn với Rednor thì khi Gigantamax lên sẽ trông cũng rất là dữ dằn nha. Ui, cái vần mai của Rednor sẽ có những cái vần giống như vậy nè. Phần đầu thì mọc thêm một cái sừng rất là nhọn á. Và đang sẵn sàng vô tư thế chiến đấu này. Tấn công nào Rednor. Mấy em Pokemon thường thường vậy thôi nhưng mà Gigantamax lên rất là đáng gờm nha. Mặc dù mình chưa có cho ăn nhiều kẹo nhất có thể đấy. Phải mình mà cho ăn nhiều kẹo hơn nữa thì nhiều khi Rednor và em voi này sẽ có thể gánh tem cực mạnh đấy, không đùa. Về tới nhà cũng không yên, còn gặp boss nữa. Sẵn dịp đây mình sẽ đưa Lucario vô để chiến đấu thử với Rowdon xem như thế nào. Và đặc biệt mình sẽ cho Lucario giữ viên đá Mega để còn tiến hóa Mega đồ nữa chứ. Rồi nha, tới công chuyện luôn nha, thử nào. Trận chiến đầu tiên của Lucario khi giữ đá Mega nè. Rồi, biến hình. Mà công nhận Lucario Mega lên đó có cái cây vũ khí nhìn đẹp thiệt ha. Còn về sức mạnh thì sao? Ê, Rowdon hơi ẩu rồi đó nghe, hơi ẩu rồi đó. Người ta mới Mega mà quýnh gì mặn dữ vậy. Lại nào, mang hai cánh một. Ok. Và như vậy trong ngày Shiny hôm nay, chúng ta đã may mắn khi mà có được khá là nhiều Pokemon mới luôn. Ui, cái này là hôm qua có rồi, quên. Đây. Đặc biệt đó chính là Duraludon á. Em rồng này mình tìm rất là lâu rồi thì cuối cùng cũng tìm ra được. Mà trong ngày Shiny nữa mới đặc biệt ấy chứ. Quá là đã luôn. Ngoài ra thì chúng ta còn có một quái thú Ultra Beast, nhưng mà là dạng Shiny á nha. Nhìn rất là lạ ha. Nhưng mà chưa có nhiều dịp để chúng ta mang ra và chiến đấu thôi. Và nhân vật đặc biệt nhất trong ngày hôm nay đó chính là bộ ba thời tiết, nhưng mà là phiên bản màu mè qua lá hẹ nha. Dạng Shiny của bộ ba thời tiết nhìn đúng nổi bật luôn. Và các bạn thích Pokemon nào nhất trong bộ ba thời tiết Shiny này? Mình thì mình ấn tượng nhất là Kyurem nha. Một tiếng này ngồi lên một phát thôi là mình nổi nhất khu vực này luôn ấy. Chỉ tiếc là hôm nay mình không có đủ tất cả các miếng Blast thôi. Nếu như mà mình có đủ thì chắc chắn mình sẽ triệu hồi thêm một đấng sáng tạo. Nhiều khi mình lại có một đấng sáng tạo mới mà là dạng Shiny nữa không chừng ấy. Nhưng mà tiếc quá. Thôi thì hôm nay cũng là một ngày tuyệt vời rồi. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm chinh phục lại những Pokemon huyền thoại cuối cùng trong thế giới siêu Bisamon ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến phiêu lưu kế tiếp cùng mình và các em Pokemon. Bye bye.